Tụng Phẩm 2 357 Sau khi được phép, Thiên Chủ Sắc Ca hỏi Thế Tôn câu hỏi đầu tiên. Bạch Thế Tôn, do kiết sử gì mà dân chúng của các loài thiên, nhân, Asura, Naga, Càng Thác Bà và tất cả những loài khác đều ao ước, không hận thù, không đã thương, không thù nghịch, không ác ý, Chúng ta sống với nhau không hận thù. Thế mà với hận thù, với đã thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau trong hận thù. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thiên chủ Sắc Ca hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn trả lời câu hỏi ấy như sau. Do kiết sử tật đố và sang tham mà dân chúng của các loài thiên, nhân, Asura, Naga, Càng Thác Bà và tất cả những loài khác đều ao ước. Không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý. Chúng ta sống với nhau không hận thù. Thế mà với hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau trong hận thù. Thế Tôn đã trả lời cho câu hỏi của Thiên Chủ Sắc Ca như vậy. Sung sướng, Thiên Chủ Sắc Ca hoan hỷ, tính thọ lời dạy Thế Tôn và nói Như vậy là phải Bạch Thế Tôn, như vậy là phải Bạch Thiện Thệ. Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con diệt tận, do dự của con tiêu tan. 358 Thiên chủ Sắc Ca, sau khi hoan hỷ tính thọ câu trả lời của Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, tật đố sang tham do nhân gì do tập khởi gì cái gì khiến chúng sanh khởi cái gì khiến chúng hiện hữu cái gì có mặt thì tật đố sang tham có mặt cái gì không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt này thiên chủ tật đố sang tham do ưa ghét làm nhân do ưa ghét làm tập khởi ưa ghét khiến chúng sanh khởi ưa ghét khiến chúng hiện hữu ưa ghét có mặt thì tật đố sang tham có mặt ưa ghét không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt bạch thế tôn ưa ghét do nhân gì do tập khởi gì cái gì khiến chúng sanh khởi cái gì khiến chúng hiện hữu cái gì có mặt thì ưa ghét có mặt cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt này thiên chủ ưa ghét do dục làm nhân do dục làm tập khởi dục khiến chúng sanh khởi dục khiến chúng hiện hữu dục có mặt thì ưa ghét có mặt dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt bạch thế tôn nhưng dục do nhân gì do tập khởi gì cái gì khiến dục sanh khởi cái gì khiến dục hiện hữu cái gì có mặt thì dục có mặt. Cái gì không có mặt thì dục không có mặt. Này Thiên Chủ, dục do tầm làm nhân, do tầm làm tập khởi. Tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến dục hiện hữu. Tầm có mặt thì dục có mặt, tầm không có mặt thì dục không có mặt. Bạch Thế Tôn, tầm lấy gì làm nhân? lấy gì làm tập khởi cái gì khiến tầm sanh khởi cái gì khiến tầm hiện hữu cái gì có mặt thì tầm có mặt cái gì không có mặt thì tầm không có mặt này thiên chủ tầm lấy các loại vọng tưởng làm nhân lấy các loại vọng tưởng làm tập khởi các loại vọng tưởng khiến tầm sanh khởi các loại vọng tưởng khiến tầm hiện hữu do các loại vọng tưởng có mặt thì tâm có mặt do các loại vọng tưởng không có mặt thì tâm không có mặt bạch thế tôn vị tỷ kheo phải chứng đạt như thế nào phải thành tựu con đường nào thích hợp và hướng đến diệt trừ các loại vọng tưởng 359 Này Thiên Chủ, ta nói, hỷ có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Này Thiên chủ, ta nói, ưu ừ, cũng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Này Thiên chủ, ta nói, xã cũng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. 360. Này Thiên chủ, ta nói, hỷ có hai loại, một loại phải nên theo một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy, do duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được khi tôi theo hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời hỷ ấy nên tránh xa. Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được khi tôi theo hỷ này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng thời hỷ ấy nên theo ở đây có hỷ câu hữu với tầm câu hữu với tứ có hỷ không câu hữu với tầm không câu hữu với tứ các loại hỷ không câu hữu với tầm không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn này thiên chủ ta nói hỷ có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do duyên như vậy. 361 Này Thiên Chủ, ta nói ưu cũng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy, do duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại ưu nào có thể biết được? Khi tôi theo ưu này, bất thiện pháp tăng trưởng thiện pháp suy giảm thời ưu ấy nên tránh xa ở đây loại ưu nào có thể biết được khi tôi theo ưu này bất thiện pháp suy giảm thiện pháp tăng trưởng thời ưu ấy nên theo ở đây có ưu câu hữu với tầm câu hữu với tứ có ưu không câu hữu với tầm không câu hữu với tứ các loại ưu không câu hữu với tầm không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. Này Thiên Chủ, ta nói ưu ừ, có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do duyên như vậy. 362 Này Thiên Chủ, ta nói xã cũng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa lời tuyên bố là như vậy do duyên gì tuyên bố như vậy ở đây loại xã nào có thể biết được khi tôi theo xã này bất thiện pháp tăng trưởng thiện pháp suy giảm thời xã ấy nên tránh xa ở đây loại xã nào có thể biết được khi tôi theo xã này bất thiện pháp suy giảm thiện pháp tăng trưởng thời xã ấy nên theo ở đây có xả câu hữu với tâm câu hữu với tứ có xả không câu hữu với tâm không câu hữu với tứ các loại xả không câu hữu với tâm không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn này thiên chủ ta nói rằng xã có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do duyên như vậy 363 Này Thiên Chủ, vị tỷ kheo phải chứng đạt như vậy, phải thành tựu con đường như vậy mới thích hợp và hướng đến sự diệt trừ các vọng tưởng. Đó là câu trả lời của Thế Tôn cho câu hỏi của Thiên Chủ Sắc Ca. sung sướng, Thiên Chủ Sắc Ca hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn và nói Như vậy là phải, Bạch Thế Tôn, như vậy là phải bạch thiện thệ. Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được tiêu tan. 364 Thiên chủ Sắc Ca, sau khi hoan hỷ tính thọ câu trả lời của Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo phải thành tựu như thế nào phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi như thế nào này thiên chủ ta nói rằng thân hành có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa này thiên chủ ta nói rằng khẩu hành có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa này thiên chủ ta nói rằng tầm cầu có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa này thiên chủ ta nói rằng thân hành có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa lời tuyên bố là như vậy do duyên gì tuyên bố như vậy ở đây loại thân hành nào có thể biết được khi tôi theo thân hành này bất thiện pháp tăng trưởng thiện pháp suy giảm thì thân hành ấy cần phải tránh xa ở đây loại thân hành nào có thể biết được khi tôi theo thân hành này bất thiện pháp suy giảm thiện pháp tăng trưởng thì thân hành ấy cần phải theo này thiên chủ ta nói rằng thân hành có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa sở dĩ có lợi tuyên bố như vậy là do duyên như vậy này thiên chủ ta nói rằng khẩu hành có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa lời tuyên bố là như vậy do duyên gì tuyên bố như vậy ở đây loại khẩu hành nào có thể biết được khi tôi theo khẩu hành này bất thiện pháp tăng trưởng thiện pháp suy giảm thì khẩu hành ấy cần phải tránh xa ở đây loại khẩu hành nào có thể biết được khi tôi theo khẩu hành này bất thiện pháp suy giảm thiện pháp tăng trưởng thì khẩu hành ấy nên theo này thiên chủ ta nói rằng khẩu hành có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do duyên như vậy này thiên chủ ta nói rằng tầm cầu cũng có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa lời tuyên bố là như vậy do duyên gì tuyên bố như vậy ở đây loại tầm cầu nào có thể biết được khi tôi theo tầm cầu này bất thiện pháp tăng trưởng thiện pháp suy giảm thì loại tầm cầu ấy cần phải tránh xa ở đây loại tầm cầu nào có thể biết được khi tôi theo tầm cầu này bất thiện pháp suy giảm thiện pháp tăng trưởng thì loại tầm cầu ấy nên theo này thiên chủ ta nói rằng tầm cầu có hai loại một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do duyên như vậy. Này Thiên Chủ, vị tỷ kheo phải thành tựu như vậy, phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi như vậy. Đó là cách Thế Tôn trả lời câu hỏi của Thiên Chủ Sắc Ca. sung sướng, Thiên Chủ Sắc Ca hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn và nói như vậy là phải Bạch Thế Tôn, như vậy là phải Bạch Thiện Thệ. Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được tiêu tan. 365 Thiên chủ Sắc Ca, sau khi hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo phải thành tựu như thế nào phải thành tựu hộ trì các căn như thế nào? Này Thiên Chủ, sắc do mắt nhận biết. Ta nói rằng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Này Thiên Chủ, tiếng do tai nhận biết. Ta nói rằng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Hương do mũi nhận biết. Ta nói rằng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa vị do lưỡi nhận biết ta nói rằng có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa xúc do thân nhận biết ta nói rằng có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa này thiên chủ pháp do ý nhận biết ta nói rằng có hai loại một loại nên theo một loại nên tránh xa được nghe nói vậy thiên chủ sắc ca bạch thế tôn bạch thế tôn vấn đề thế tôn nói một cách tóm tắt được con hiểu một cách rộng rãi bạch thế tôn loại sắc nào do mắt nhận biết khi con theo mà bất thiện pháp tăng trưởng thiện pháp suy giảm thời loại sắc do mắt nhận biết ấy nên tránh xa bạch thế tôn loại sắc nào do mắt nhận biết khi con theo mà bất thiện pháp suy giảm thiện pháp tăng trưởng thời loại sắc do mắt nhận biết ấy nên theo bạch thế tôn loại tiếng nào do tai nhận biết phân phân loại hương nào do mũi nhận biết phân phân loại vị nào do lưỡi nhận biết phân phân loại xúc nào do thân nhận biết phân phân loại pháp nào do ý nhận biết khi con theo mà bất thiện pháp tăng trưởng thiện pháp suy giảm thời loại pháp ấy nên tránh xa bạch thế tôn loại pháp nào do ý nhận biết khi con theo mà bất thiện pháp suy giảm thiện pháp tăng trưởng thời loại pháp ấy nên theo bạch thế tôn vấn đề thế tôn nói một cách tóm tắt được con hiểu một cách rộng rãi sau khi nghe thế tôn trả lời câu hỏi nghi ngờ của con tiêu tan, do dự của con diệt tận. 366 Như vậy, sau khi hoan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn, Thiên Chủ Sắc Ca lại hỏi câu hỏi tiếp. Bà Thế Tôn, có phải tất cả Sa Môn, Bà La Môn đều đồng một tư tưởng, đồng một giới hạnh, đồng một mong cầu, đồng một chí hướng? Này Thiên Chủ, tất cả Sa môn, Bà la môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng. Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả Sa môn, Bà la môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng? Này Thiên Chủ, thế giới này gồm nhiều loại giới, nhiều giới sai biệt trong thế giới gồm có nhiều loại giới và nhiều giới sai biệt này. Các loại khẩu tình tự nhiên thiên chấp một loại giới nào và khi đã thiên chấp trở thành kiên trì, cố thủ với định kiến. Đây là sự thật, ngoài ra toàn là si mê. Do vậy, tất cả sa môn, bà la môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng bạch thế tôn có phải tất cả sa môn bà la môn đều đồng một cứu cánh đồng một an ổn đồng một phạm hạnh đồng một mục đích này thiên chủ tất cả sa môn bà la môn không đồng một cứu cánh không đồng một an ổn không đồng một phạm hạnh không đồng một mục đích bạch thế tôn vì sao tất cả sa môn bà la môn không đồng một cứu cánh không đồng một an ổn không đồng một phạm hạnh không đồng một mục đích này thiên chủ chỉ những vị sa môn bà la môn nào đã giải thoát do đoạn diệt hoàn toàn tham ái những vị ấy mới đồng một cứu cánh đồng một an ổn đồng một phạm hạnh đồng một mục đích do vậy tất cả sa môn bà la môn không đồng một cứu cánh không đồng một an ổn không đồng một phạm hạnh không đồng một mục đích. Đó là câu trả lời của Thế Tôn cho câu hỏi của Thiên Chủ Sắc Ca. sung sướng, Thiên Chủ Sắc Ca hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn và nói Như vậy là phải, Bạch Thế Tôn, như vậy là phải, Bạch Thiện Thệ. Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được tiêu tan. 367 Thiên chủ Sắc Ca sau khi hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn liền hỏi câu hỏi tiếp Bạch Thế Tôn tham ái là bệnh tật tham ái là mụn nhọt tham ái là mũi tên tham ái dắt dẫn con người tái sanh đời này đời khác khiến con người khi cao khi thấp Bạch Thế Tôn trong khi các sa môn bà la môn khác ngoài giáo phái của ngài không cho con dịp để hỏi những câu hỏi thời thế tôn lại trả lời những câu hỏi ấy cho con giảng giải rất lâu cho con khiến mũi tên nghi ngờ do dự của con được thế tôn rút nhổ đi này thiên chủ người có biết những câu hỏi ấy cũng được người hỏi các vị sa môn bà la môn khác không bạch thế tôn con biết rõ những câu hỏi ấy đã được con hỏi các vị sa môn bà la môn khác này thiên chủ những vị ấy trả lời với ngươi như thế nào nếu không gì trở ngại hãy nói cho ta biết bạch thế tôn không gì trở ngại cho con khi thế tôn hay những vị như thế tôn ngồi nghe này thiên chủ vậy ngươi hãy nói đi bạch thế tôn những vị sa môn bà la môn mà con nghĩ là những vị sống trong rừng an tịnh xa vắng con đi đến những vị ấy và hỏi những câu hỏi ấy các vị này không trả lời cho con không trả lời lại hỏi ngược con tôn giả tên gì được hỏi vậy con trả lời chương hiền giả tôi là thiên chủ sắc ca rồi những vị ấy lại hỏi thêm con câu nữa do công việc gì tôn giả thiên chủ lại đến chỗ này con liền giảng cho những vị ấy chánh pháp như con đã được nghe và đã được học. Chỉ được từng ấy, các vị ấy hoan hỷ và nói, chúng tôi đã được thấy Thiên Chủ Sắc Ca. Những điều gì chúng tôi hỏi, vị ấy đều trả lời cho chúng tôi. Không những vậy, các vị này trở thành đệ tử của con, chớ không phải con là đệ tử của các vị ấy. Bạch Thế Tôn, nhưng con là đệ tử của Thế Tôn, đã chứng dự lưu, không còn bị rơi vào đọa xứ, chắc chắn sẽ được giác ngộ. 368 Này Thiên Chủ, người có biết trước kia người không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có sự hỷ lạc như vậy? Bạch Thế Tôn, con biết rõ trước kia còn không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có sự hỷ lạc như vậy. Này Thiên Chủ, như thế nào người biết được trước kia không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có sự hỷ lạc như vậy? Bạch Thế Tôn, thuở xưa, một trận chiến tranh xảy ra giữa Chư Thiên và các vị Asura. Bạch Thế Tôn, trong trận chiến tranh này, Chư Thiên thắng trận, các loài Asura bại trận. Bạch Thế Tôn, sau khi thắng trận, con là người thắng trận, con suy nghĩ, này cam lồ của chư thiên và cam lồ của Asura, cả hai loại cam lồ, chư thiên sẽ được nếm. Bạch Thế Tôn, thoải mái ấy, hỷ lạc ấy do gậy trượng đem lại, do đao kiếm đem lại, không đưa đến yểm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Bạch Thế Tôn, thoải mái này, hỷ lạc này, nhờ nghe chánh pháp Thế Tôn đem lại, không do gậy trượng, không do đao kiếm sẽ đưa đến hoàn toàn yểm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. 369 Này Thiên chủ, khi người cảm thọ sự thoải mái và hỷ lạc như vậy, người cảm thấy những lợi ích gì? Bạch Thế Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy, con cảm thấy có sáu lợi ích như sau. nay con đứng tại đây với thân một vị thiên, con thấy được tái sanh, bạch ngài con biết vậy. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ nhất con cảm thấy khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Sau khi chết, con bỏ thần chư thiên phi nhân, không muội lược, con đi đến bào thai con thích. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ hai con cảm thấy khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Câu hỏi được đáp rõ, hoàn hỷ trong chánh giáo, con sống với chánh trí, giác tỉnh và chánh niệm. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ ba con cảm thấy khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Con hành với chánh trí, sẽ được quả bồ đề sẽ sống đời chánh giác đời này đời cuối cùng bạch thế tôn đó là điều lợi ích thứ tư con cảm thấy khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy chết từ thân con người con từ bỏ thân người con sẽ thành chư thiên trong thiên giới vô thượng bạch thế tôn đó là điều lợi ích thứ năm con cảm thấy khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Thù thắng hơn chư thiên, Akanita danh xưng sống đời sống cuối cùng, như vậy nơi an trú. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ sáu con cảm thấy khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy sáu sự lợi ích như trên khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 370 Tâm tư không thỏa mãn, nghi ngờ và do dự, con sống cầu như lai, thời gian khá lâu dài, con nghĩ các sa môn, sống một mình cô độc, là bậc chánh đẳng giác. Nghĩ vậy, con tìm gặp, làm thế nào thành công, làm thế nào thất bại, được hỏi câu hỏi vậy, không thể chỉ đường hướng biết con là sắc ca bậc thiên chủ đã đến họ liền gạn hỏi con đến đây có việc gì con liền giảng chánh pháp cho họ được nghe pháp hoan hỷ họ bèn nói họ được thấy vasava khi con được thấy phật nghi ngờ đều tiêu tan nay con sống vô úy hầu hạ bậc chánh giác mũi tên độc tham ái đấng chánh giác nhổ lên còn đảnh lễ đại hùng bậc thân tộc mặt trời tôn giả như phạm thiên được chư thiên đảnh lễ này con đảnh lễ ngài này còn kính lễ ngài ngài là bậc chánh giác bậc đạo sư vô thượng trong đời kể chư thiên không ai sánh được ngài 371 rồi Thiên Chủ Ca nói với Panchasika, con của càng thác bà. Này Khanh Panchasika, người đã giúp ta nhiều việc. Trước nhờ người làm cho Thế Tôn bằng lòng. Sau khi ngươi làm cho Thế Tôn bằng lòng, ta mới đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ta sẽ đóng vai trò thân phụ cho ngươi. Ngươi sẽ là vua loài càng thác bà ta sẽ cho người pada suri yavachasa người mà người ao ước rồi thiên chủ sakka lấy tay chạm đất đọc lên ba lần bài kệ cảm hứng như sau đảnh lễ đấng thế tôn bậc la hán chánh giác đảnh lễ đấng thế tôn bậc la hán chánh giác đảnh lễ đấng thế tôn bậc la hán chánh giác khi lời tuyên thuyết này được tụng đọc, pháp nhãn thanh tịnh vô cấu khởi lên cho Thiên Chủ Sắc Ca. Phạm pháp gì sanh khởi, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. Ngoài ra, tám vạn chư thiên cũng chứng quả tương tự. Đó là những câu hỏi Thiên Chủ Sắc Ca được mời hỏi và được Thế Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đối thoại này cũng được gọi là những câu hỏi của Sắc Ca đế thích sở vấn thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa diệu pháp 72 trên 14 phú mỹ xã phú hòa đông Quyền củ chi thành phố hồ chí minh điện thoại 028 3620 8438 website diệu pháp âm .net kênh youtube youtube .com trên diệu pháp âm Trung tâm Diệu Pháp Âm Chùa Diệu Pháp Số 72, Xuyệt 14 Phú Mỹ, Xã Phú Hòa Đông Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại số 028-3620-8438 Website diệuphápâm.net Kênh Youtube youtube.com Xuyệt Diệu Pháp Âm